về các cái giới hạnh, tức là pháp hành của đạo Phật, là cái buổi học cuối cùng. Vì thầy muốn tóm lược lại cho nó nhanh, vì cái thời gian của thầy còn phải làm việc rất nhiều mọi mặt. Thứ nhất là đi tìm những cái bậc mà chuyên tu, mà những người này họ có cái tâm tha thiết tu hành mà họ chưa có đủ cái duyên để mà gặp thầy, cho nên thầy đi tìm những cái bậc này để mà độ họ cho nó tu hành cho tốt. Cái thứ hai là tìm cái địa điểm, tìm cái nơi nào mà nó yên ổn nhất để cho một vị tu sĩ sống đúng cái pháp hạnh của Phật, tức là sống cái hạnh trầm lặng, sống độc cư hoàn toàn để thực hiện được cái tâm hồn giải thoát. Chứ còn sống mà cái cuộc sống mà không đúng thì dù tu thiền gì thì cũng không kết quả được. Cho nên nó có hai cái mục đích trong cái hồ hạ năm nay, và đồng thời thì những ngày còn lại trong hạ này thì tiếp tục thầy soạn cái bộ giới luật của Phật cho nó hoàn chỉnh. Vì cái tập thứ nhất của cái bộ giới này thì coi như là sắp sửa hoàn thành, thầy chỉ còn viết cái lời bạc và cái lời tựa của cái cuốn sách giới luật này. Còn cái tập 2 thì thầy sẽ tiếp tục dạy về giới luật, thì nói về cái đức của một cái vị tỳ kheo và cái hạnh của vị tỳ kheo trong các cái giới, trong 250 giới cũng như là 348 giới luật của Phật đối với vị kheo ni. Còn bây giờ hôm nay, từ hôm mà học cái giới hành, tức là các cái pháp hành của Phật, để chúng ta biết được cái đường lối tu tập, thì thầy đã giảng từ cái tứ chánh cần cho đến hôm nay là nó bắt đầu học đến cái tứ nhĩ túc và tam minh. Từ lâu tới giờ thì hầu hết là các học giả triển khai đến cái tứ nhĩ túc thì họ chỉ nói suông, chứ còn họ không thấy cái cách thức tu. Và cái tam minh cũng vậy, họ chỉ nói hướng tâm đến tam minh, rồi viết được nhiều đời nhiều kiếp dựa như trong kinh sách. Cho nên ở đây trước tiên mà dạy về tứ nhĩ túc, thầy cũng sẽ đọc cho thấy những cái danh từ mà ở trong kinh nó có nhấn mạnh, nhưng mà hầu hết là người ta không lưu ý những cái danh từ đó, hoặc là những danh từ đó dịch sai mà làm cho người ta không có thể biết nó cái pháp hành ở đâu. Vậy những cái khó khăn là gì? Cái người chưa có thực hiện được cái sự giải thoát, cho nên không thấy được cái nghĩa lý của những cái lời dạy ở trong kinh sách này. Đây là cái bộ kinh Trường Bộ. Trong cái bộ kinh Trường Bộ tập 1 nói về kinh Sa Môn Quả, thì thầy cũng chỉ rút mà một cái đoạn mà nói về tu về tứ như ý túc cho đến tam minh, cho nên cái đoạn này thầy sẽ nhắc lại. Bởi vì trong Sa Môn Quả, từ khi bắt đầu mà vào xuất gia cho đến khi mà thành tựu giải thoát đều là cái quả của Sa Môn, cái quả, kết quả của sự giải thoát của vị tu sĩ, cho nên gọi là Sa Môn Quả. Ở đây thì Đức Phật nói chuyện với một nhà vua, cho nên Đức Phật có nhắc lại cái chỗ cái tâm mà vị ấy đã nhập được cái tứ thiền, tức là khi mà tỉnh chỉ cái hơi thở. Các thầy cũng lưu ý rằng cái thiền của đạo Phật rất là tuyệt diệu, là vì làm cho nó ngưng cái hơi thở, mà cái hơi thở đã ngưng thì các cái bộ phận hoạt động ở trong thân của chúng ta nó cũng đều ngưng theo hết. Còn cái hơi thở mà còn thở thì tất cả các bộ phận ở trong thân chúng ta đều là hoạt động. Cho nên đặc biệt là có thiền của đạo Phật để chỉ rõ chúng ta biết được cái chỗ ngưng hơi thở, cách thức làm cho nó ngưng hơi thở. Còn các loại thiền khác thì nó không biết cách tu tập này, cho nên do vì vậy mà nó không thể nào tỉnh chỉ hơi thở được. Chỉ có bốn thiền á, từ cái sơ thiền á, nó làm chủ được cái cuộc sống, là nó ly dục ly ác pháp, nó làm cho tâm chúng ta không còn tham sân si ham muốn nữa. Cái nhị thiền á, thì bắt đầu chúng ta vào những cái định, nhưng mà nhờ cái chỗ mà cái tâm thanh tịnh ly dục ly ác pháp đó mà người ta mới thực hiện được bốn cái thiền định sau này, bốn cái định sau này, đó là từ cái nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và diệt thọ thượng định. Còn cái vì nó có cái tâm thanh tịnh nó mới thực hiện được, còn người mà chưa có tâm thanh tịnh thì đừng có nói rằng rớ tới cái thiền của đạo Phật được. Ngay cả cái sơ thiền mà tu tập ly dục ly ác pháp thì cũng không bao giờ mà có thể mà đạt được cái sơ thiền nữa, chứ huống đồ chi là cái nhị thiền. Thường thường là người ta tu hành thiền định, người ta ức chế tâm để hết vọng tưởng,
để không còn tầm tứ, để đi vào cái nhị thiền, mà không thấy đó là cái pháp ức chế tâm. Nó làm chúng ta khi mà ức chế được cái tâm, tức là ý thức chúng ta không hoạt động, không khởi những cái niệm vọng tưởng nữa, thì cái tưởng thức chúng ta sẽ hoạt động. Cũng như một người ngủ, thì khi mà ngủ thì cái ý thức nó ngưng hoạt động, thì cái tưởng thức nó hoạt động, cho nên cái người ngủ thì nó phải có chiêm bao, nó phải thực hiện qua giấc chiêm bao. À, còn cái ý thức mà nó làm việc, nó hoạt động á, thì nó không bao giờ có chiêm bao được. Cho nên khi một người mà ức chế cái tâm á, thì coi như là nó không có vọng tưởng á, thì người đó sẽ rơi vào cái trạng thái tưởng. Những cái trạng thái tưởng như cái trạng thái hỷ lạc, thiên an đều là do trạng thái tưởng mà sinh ra. À, cũng như cái người mà tu cái thiền mà bốn thiền ly dục ly áo pháp nhập sơ thiền rồi thì nó còn tầng tứ, nhưng mà khi mà nhập nhị thiền á, diệt tầng tứ mà nhập nhị thiền á, thì cái ý thức nó cũng ngưng hoàn toàn, nó bị nó không có tầm nữa, nó không có tứ nữa, do nó cũng ngưng hoàn toàn. Nhưng mà ở đây á, nó không có ức chế tâm, mà nó chỉ có cái như lý tác ý, tức là cái phát hướng. À, ví dụ như bây giờ mình muốn cho tầm tứ nó ngưng thì mình bảo rằng tầm tứ hãy tỉnh chỉ, thì tức là tầm tứ nó sẽ ngưng, tức lúc bây giờ chúng ta sẽ nhập nhị thiền. Mà nó không phải là do cái chỗ mà chúng ta ức chế tâm ngồi tập trung vào một cái hơi thở hoặc nhằm cái đối tượng nào đó, chúng ta chỉ ra lệnh thôi thì nó ngưng. Là do cái chỗ mà nó ngưng đó bằng cái tâm nó đã ly dục ly ác pháp. Nếu mà chưa ly dục ly ác pháp thì cái đạo lực hay hoặc là cái pháp mà dẫn tâm á, thì nó không có, không có cái lực dẫn tâm, cho nên chúng ta có ra lệnh nó cũng không làm gì được mà nó ngưng. Còn chúng ta chúng ta thanh tịnh thì chúng ta ra lệnh thì được liền. Cho nên ở đây thầy xin dạy về nhắc lại để rồi chúng ta có những cái từ như là ở trong cái định tứ thiền nó cũng vậy, có những cái danh từ coi thì nó tầm thường vậy, chứ sự thật ra nó có những cái từ mà Phật chỉ nó rất là rõ ràng và cụ thể chứ không phải không đâu. Nhưng thầy đã dạy cái tứ thiền, nếu mà giảng cho nó kỹ, thật kỹ thì nó lại mất thời giờ rất nhiều, và đồng thời thì các con cũng biết rằng mình tu được từ cái này thì nó đi tới cái khác nó dễ hơn, còn nghe nó nhiều quá nó mênh mông thì nó sẽ rối đi, nó làm cho chúng ta không có biết đường tu. Thay vì các con phải tu tập do cái sự của một vị thiện hữu tri thức hướng dẫn, thì các con ta dạy các con phải tu ly dục ly ác pháp. Người ta không hề nói tới tam thiền tứ thiền cách gì hết, người ta không nói cách thức tu tập cái đó như thế nào, người ta không nói. Nhưng mà ta dạy bằng bảo các con bây giờ phải tu cái gì để mà ly dục ly ác pháp, thì các con phải thực hiện làm cho được ly dục ly ác pháp rồi thì người ta mới dạy kế, chứ người ta không dạy nhị thiền hay là tam thiền gì, người ta không nói trước. Thì cái tu của các con rất dễ. Còn cái này giảng ra một thành cái bài như vậy, làm cho cái đầu óc của các con hiểu biết đủ thứ hết. Cho nên Phật nói những gì cần hiểu thì hiểu, mà những gì chưa cần hiểu, chưa cần biết tới nó mà biết thì nó rất là rối. Ở đây hầu hết là chúng ta bị cái trường hợp mà đem kinh sách giảng, nó làm cho chúng ta rối. Từ cái chỗ chưa làm được mà đến cái chỗ quá là cao siêu. Đối với cái tâm hữu hạn của chúng ta thì làm sao hiểu nổi những cái tâm mà vô hạn này, chỗ mà cái hiểu mà rất là siêu này. Thì do đó mà chúng ta cũng muốn hiểu, với cái tâm chúng ta đang hữu hạn mà chúng ta muốn hiểu cái vô hạn của nó thì làm sao được. Như thí dụ như một thân này biến ra một thân thì các vị hiểu như thế nào được mà khi mà nó biến ra một thân. Hay hoặc là ngồi đây mà đưa cái bàn tay mà rờ mặt trăng mặt trời thì các vị làm sao hiểu được với cái tâm mà hữu hạn này. Trừ ra khi chúng ta có cái tâm vô hạn thì chúng ta mới hiểu được. Cho nên những cái nói ra mà không hiểu để đi tìm mò thì cái điều đó là cái điều sai lệch. Mà với cái trí, cái tâm hữu hạn này thì làm gì mà tìm mò hiểu cho được, khó mà hiểu được lắm. Cũng như ví dụ như nghe nói về túc mạng minh, người ta nhớ lại nhiều đời, người ta thấy lại nhiều đời nhiều kiếp người ta, thì mình không hiểu làm sao mà nhớ lại những cái quá khứ nhiều, cái thời gian dài cả ngàn năm. Như bây giờ ví dụ như muốn nghe lại cái bài kinh Sa Môn Quả này, khi Đức Phật mà nói chuyện với nhà vua như vậy, mình muốn nghe lại cái bài kinh đang Đức Phật đang thiết trong cái thời quá khứ đó, mà bây giờ hiện giờ mình trở về quá khứ mình nghe lại cái bài kinh đó mà Đức Phật cũng đang thiết, âm thanh cái tiếng nói của Đức Phật cũng đang vang ở trong cái quá khứ đó, thì lúc bây giờ chúng ta phải có một cái tam minh, thì cái túc mạng minh đó, chúng ta mới trở về với cái quá khứ đó được. Chúng ta mới thu ngắn cái thời gian nó lại, nó không còn quá khứ thì nó trở về hiện tại. Thì lúc bây giờ chúng ta nghe lại cái bài kinh đó thì như vậy Đức Phật đang thuyết vậy có đúng như ở trong kinh sách này không, hay hoặc cái kinh sách người ta thêm. Cho nên muốn xác định được cái bài kinh đó thì chúng ta phải thực hiện những cái mà cái tâm mà vô hạn đó thì nó mới hiểu được, mà cái tâm mà hữu hạn như chúng ta hiện giờ thì không thể hiểu được cái điều đó được. Cho nên những kinh sách này đúng hay sai, mà đối với một người mà tu chứng mà có tam minh rồi thì họ biết sạch, họ biết cái bài kinh nào đúng bài kinh nào sai.
Còn cái người mà như các con bây giờ cứ dựa trong kinh sách này để cho nó đúng sai thì điều đó các con, người ta biết chắc chắn là cái bài kinh đó ai thêm vào, người nào thêm vào, người ta trở về quá khứ do cái kinh này ai soạn ra như thế nào, người ta sẽ dùng cái sức mà cái tâm mà vô hạn này thì người ta sẽ biết được hết tất cả mọi cái sự việc đó. Vậy bây giờ nói về tứ nhi ý túc, tức là cái muốn mình như thế nào nó sẽ làm được như thế nấy. Thì cái mà định như ý túc á, thì chúng ta đã từng tập mà từ cái sơ thiền để ly dục ly ác pháp thì chúng ta có một cái đạo lực, tức là cái sức lực của cái tâm linh của chúng ta nó rất là huyền diệu, do cái tâm thanh tịnh không còn tham sân si phiền não nữa. Thì lúc bây giờ chúng ta chỉ như lý tác ý, như cái ý của mình, như cái ý muốn của mình như thế nào thì mình tác ý ra như thế nấy. Thí dụ như bây giờ cái hơi thở này đang thở như thế này ra vô này, thì chúng ta bảo hơi thở phải tịnh dị ngưng để nhập tứ thiền, thì ngay đó chúng ta phải nằm, phải giữ cái tâm mình trên cái vị trí nào để rồi lúc bây giờ cái thân và tâm của chúng ta sẽ định ở trên cái chỗ đó, cho nên gọi là định ý túc, chứ không phải chúng ta phải nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền nó mới nhập vào tứ thiền, không phải đâu. Nó không phải đi có từng tự như vậy đâu, mà đây là một cái sự điều khiển bằng một cái tâm linh, bằng cái sức nội tâm của chúng ta điều khiển nó. Mà cái sức nội tâm điều khiển chúng ta mới bắt đầu mà chúng ta ly dục ly ác pháp á, để mà xả cái tâm, ly cái tâm lậu hoặc của chúng ta, cái tâm mà phiền não tham sân si chúng ta, thì ngay đó chúng ta đã tu tập nó rồi. Hằng ngày chúng ta thường nhắc cái tâm như cục đất không có tham sân si nữa, lời chúng ta nói, sức chúng ta truyền lệnh như vậy, thì chúng ta phải sống đúng như thế nào? Sống đúng với lực, nghĩa là bảo nó đừng có tham sân si nữa, tâm như cục đất, đừng có giận hờn phiền não nữa, ly tất cả những lòng ham muốn. Thì như vậy chúng ta phải ly cái gì? Ly cái ăn cái ngủ, tức là chúng ta phải sống lìa cái ăn cái ngủ, chúng ta không còn chạy theo cái ăn ngủ. Còn bây giờ chúng ta ăn ngày ba bữa rồi ham ăn ham ngủ rồi thích vui xem tivi rồi xem này kia, hay hoặc là thích xe cộ rồi chùa to tháp lớn, cứ hỏi những cái điều kiện đó, thì làm sao mà chúng ta thực hiện được cái đạo lực mà gọi là truyền lĩnh như vậy được? Cái tâm ham muốn mà hàng ngày cứ bảo tâm như cục đất, tâm như cục đất, ngày thì ăn ba bữa mà bảo tâm như cục đất thì làm sao như cục đất được? Tâm nó còn chạy cái ác pháp, nó còn chạy cái dục vọng. Còn bây giờ mình sống đúng, mình không có cái sống của mình nó sống đúng, nó tạo cho mình cái thanh tịnh, cho nên cái truyền lĩnh của mình nó trở thành một cái lực, nó thanh tịnh, nó nghiêm chỉnh, cho nên nó mới trở thành cái lực đó như vậy được. Từ cái lực đó chúng ta mới truyền lệnh bảo hơi thở ngưng thì hơi thở nó sẽ ngưng. Còn nếu mà tâm chúng ta nó không thanh tịnh làm sao chúng ta bảo nó được? Và khi muốn bảo cái hơi thở ngưng thì chúng ta ít ra chúng ta phải ở sống cái tâm trạng của chúng ta lúc bây giờ nó phải nằm như thế nào, nó phải trụ như thế nào, nó ôm chặt như thế nào để nó nằm trên chỗ đó nó mới ngưng chứ. Còn bây giờ nếu bình thường như thầy đang nói chuyện với quý thầy đang thuyết giảng như thế này mà bảo cái hơi thở mình ngưng thì chắc gì nó lại ngưng, phải không? Cái tâm mình nó chưa nằm yên trên một cái điểm nào đó mà mình bảo nó ngưng, làm sao nó ngưng được? Cũng như bây giờ mình bảo đừng có tham sân si, đừng có ham muốn, mà mình cứ chạy theo ham muốn, mình sống trong ham muốn thì mình bảo làm sao nó nghe được? Cho nên đó là những cái tu sai, nó không đúng. Phá giới luật thì không bao giờ mà có tâm thanh tịnh, mà tâm không thanh tịnh thì làm sao mà có định được? Vì vậy cho nên Phật nói giới sanh định, nghĩa là từ cái giới nó khép chặt mình ở trong cái khuôn khổ của cái ly dục ly ác pháp. Cái giới mà giới là thiện pháp mà, nó khép mình ở trong cái khuôn khổ nó, mình không phạm giới. Mà khi có một chút nào phạm giới thì mình xấu hổ, mình biết xấu hổ, cho nên mình ngăn chừa, mình không có phạm nữa. Từ đó cái thân và tâm của mình do cái giới luật nó làm cho mình thanh tịnh. Từ thanh tịnh đó thì cái pháp hướng của mình nhắc tâm như cục đất, không có tham sân si nữa, thì lúc bây giờ cái tâm chúng ta nó mới hết tham sân si. Tu hành nó đúng cách, sống đúng cách tu hành mới đúng cách, còn sống không đúng cách thì tu hành không đúng cách. Cho nên Phật nói giới sanh định là vậy. Rồi từ định nó mới sinh tuệ, chứ không phải là bây giờ chúng ta học cho nhiều, hiểu biết cho nhiều là tuệ. Cái đó là cái sai của chúng ta, cái hiểu biết sai. Từ cái học hỏi mà nhiều thì nó lại sanh cái ngã, nó làm cho cái ngã chúng ta lớn. Rồi từ cái ngã đó nó chạy theo dục lạc, nó ham thích dục lạc. Bởi vì cái danh thì nó kèm thêm cái lợi. Mà bây giờ chúng ta có cấp bằng tiến sĩ Phật học, nhưng mà rốt cuộc đời chúng ta có giải thoát được gì? Hay là chúng ta chạy theo danh lợi, dựa vào cấp bằng đó để chúng ta lợi dụng nó bằng cách này bằng cách khác để thuyết giảng qua cái lý luận của mình để gạt Phật tử? Nhưng mà mình nói ra một điều mà mình không làm đúng một điều mình nói thì cái người đó là cái người gì? Họ có nói hay cái gì nhưng cuộc sống họ không hay thì tức là họ cũng là một người sai mà thôi. Đó, trên cái phương diện như vậy. Bây giờ chúng ta bắt đầu nghe lại cái bài kinh Đức Phật đã nói. Này Đại Vương, giới tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu uế, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỳ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến, vị ấy biết
thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ con cháu nuôi dưỡng, vô thường bất biến hoại, phấn toái đoạn tiệt hoại diệt, trong thân này thức ta lại nương tựa vào sự trói buộc. Đó là khi mà chúng ta, cái tâm của chúng ta mà nó thuần tịnh, nó định tĩnh, nó thuần tịnh rồi, nó không còn cấu uế nữa, không còn phiền não, nó nhu nhuyễn dễ sử dụng. Nghĩa là bây giờ nhắc nó như thế nào nó làm theo như thế nấy đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới nhắc nó đến chánh trí, chánh kiến, thì nó nhìn thấy được cái thân nó như thế nào được rồi. Còn bây giờ chúng ta hiểu biết, nhưng sự thật ra cái chánh trí và chánh kiến chúng ta chưa có hướng đến được cái chánh trí chánh kiến đâu. Cho nên nhiều khi chúng ta hiểu là thân này là tứ đại do bốn đại hòa hợp, thì đó là chúng ta nhai lại cái đờm giải của kinh sách, nhai lại cái bả mía của cái người khác, chứ không phải chính chúng ta đã thấy thật là nó như vậy. Vì vậy chúng ta chưa có chánh trí mà chưa có chánh kiến, cho nên làm sao? Vì tâm của chúng ta như là một cái dòng nước đục, nó còn đang đục, nó nhiễm, nó chưa có trong sạch, thì do đó cái chánh trí và chánh kiến của chúng ta chưa có. Ở đây Phật nhắc cho chúng ta biết rằng khi mà tâm chúng ta phải định tĩnh, định tĩnh là như thế nào. Cho nên lúc bây giờ một người mà muốn tu tứ nhĩ ý túc là tâm phải định trên thân, thân phải định trên tâm. Tại sao là tâm phải định trên thân? Là tâm nó nương vào cái thân để mà nó ly tất cả các cái lậu hoặc. Cái tâm nó nương vào cái thân để ly tất cả các lậu hoặc, cho nên gọi là thân định trên tâm định trên thân. Nếu mà ngoài cái thân này thì cái tâm nó định tĩnh ở đâu mà nó ly được cái lậu hoặc? Nó phải ở trong cái thân này nó mới có ly được cái lậu hoặc, do cái chấp làm chấp cái thân này là ngã. Vì vậy mà ai đụng đến nó thì nó dễ sanh ra lậu hoặc. Do đó ở trên cái thân này, cái tâm mà nó cố gắng nó định trên thân, là nó định cái gì? Là nó định cái phiền não tham sân si nó không còn nữa, nó thanh tịnh, thì nó là gọi là định trên thân. Bây giờ thì khi mà cái tâm nó định rồi, nó thanh tịnh rồi, thì nó không có sanh ra phiền não nữa, nó không có sanh ra giận hờn phiền não, thì trong đầu nó không có niệm vọng tưởng. Một lát nữa thầy sẽ trả lời có người hỏi con có vọng tưởng, nhưng không biết làm sao nó vọng tưởng, nó từ đâu nó sanh và đoạn diệt nó như thế nào. Lát nữa thầy sẽ trả lời về những câu vấn đạo để biết là từ vọng tưởng ở đâu mà sanh ra. Ở đây thì chúng ta biết rất rõ, từ cái niệm trong tâm của chúng ta sinh ra thì do ác pháp và lòng ham muốn của chúng ta mà sinh ra những cái vọng tưởng. Vì vậy mà nếu mà chúng ta đã tu tập để ly tất cả những cái ác pháp và cái dục, cái lòng ham muốn của chúng ta, thì nó không còn sinh vọng tưởng nữa. Đó là một cái điều mà rất là cụ thể và rõ ràng, và cách thức và pháp hướng thì thầy đã dạy cách thức tu đó rồi. Cho nên tất cả những cái điều mà nó sanh ra trong tâm của chúng ta đều là do cái chỗ mà tham sân si lòng ham muốn của chúng ta mà ra. Mà bây giờ nó định tĩnh, định tĩnh tức là cái tâm của mình nó không còn tĩnh, đây là nó rất là yên lặng, định nó định lại trong cái sự yên lặng của nó không còn có thất kiết sử, không còn có ngũ triền cái nữa. Vì vậy mà bây giờ nó định tĩnh mà nó còn thuần tịnh nữa. Đức Phật nói giới tâm định tĩnh thuần tịnh. Nếu mà tâm chúng ta chưa định tĩnh, chưa thuần tịnh mà chúng ta tu tập thiền định, thì chúng ta tu tập thiền định gì? Nó đâu có được. Không cấu uế nhiễm, nghĩa là trước cái món ăn nó ngon mình cũng không thèm, trước cái sự cám dỗ của tất cả những vật chất nó cũng không ham. Đó là cái chỗ nó không có cấu nhiễm. Rồi bây giờ nó đã như vậy rồi, thuần tịnh rồi, định tĩnh rồi, thì nó sẽ không phiền não mà nó dễ dàng sử dụng, cái tâm dễ dàng sử dụng. Cho nên khi ở đây có một thầy, người ta tu người ta xả cái tâm, mỗi cái tâm niệm khởi lên thì người ta xả nó, bây giờ nó ham muốn gì đó thì người ta xả nó, người ta nghĩ rằng cái đó là nó không có, nó là ác pháp, nó đem đến cho chúng ta khổ, buông nó đi, đừng có nghĩ ngợi nữa. Và cứ cố gắng, cứ họ tu như vậy riết đến khi mà cái tâm nó xả hết, cuối cùng rồi xả hết, nó bắt đầu nó yên lặng, tự nó yên lặng. Nó yên lặng rồi cái vị thầy đó mới bảo cái tâm đừng có nghe ngóng ra hoài, quay vô biết hơi thở ra, biết hơi thở vô. Lúc bây giờ luôn luôn chúng ta ngồi cả giờ đồng hồ mà vẫn biết hơi thở, không có một niệm vọng tưởng nào hết, chứ không phải ngồi mà để hít thở hoặc là đếm hoặc là sổ tức hoặc là tùy tức hoặc là niệm Phật hoặc là các pháp khác mà ức chế tâm để đi vào cái chỗ mà không vọng tưởng. Ở đây thầy đó chỉ xả tâm thôi, sống đúng độc cư, sống cho đúng độc cư,
nghĩa là không có đi ra khỏi cổng chùa, không nói chuyện với ai, sống một mình, sống trầm lặng một mình. Nó nhiều khi nó phá chúng ta, muốn đi chơi, muốn nói chuyện người này thì chúng ta ngăn chặn. Đây là những cái ác pháp làm chúng ta phá những cái hành tu của chúng ta. Cho nên người đó ngăn chặn mãi cho đến khi tâm sạch sạch thì nó có một cái nhu nhiếm dễ điều khiển nó. Cho nên nhắc nó, cái tâm nó quay vô, nó quay vô, nó không cần nghe ra ngoài. Và nó lúc bây giờ nó cũng không có nghe như chúng ta. Còn chúng ta bây giờ nó vừa nghe trong mà vừa nghe ngoài. Bây giờ có khi nhiều khi chúng ta hít thở chúng ta biết mà vẫn nghe âm thanh chứ chưa phải giác. Còn cái người đó cái tâm nó quay vô rồi nó không nghe. Nghĩa là âm thanh vẫn có, nhưng mà vì nó đã quay vào trong, nó nghe hơi thở mà nó không cần nghe ra ngoài nữa, tức là tâm hết phóng dật. Vậy mà lúc bây giờ cái tâm nó dễ sử dụng. Dễ sử dụng thì tức là chúng ta hướng tâm đến chỗ nào là nó đến chỗ đó. Thì trải qua cái quá trình đầu tiên á, thì ở trong cái tứ niệm xứ nó có bốn cái giai đoạn tu tập. Ở trên tứ niệm xứ nó có bốn cái giai đoạn tu tập. Cái giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn ly dục ly ác pháp, mà thường thường Phật hay nhắc chúng ta là trên thân quán thân, trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, rồi trên thọ quán thọ để khắc phục tham ưu, rồi trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu, trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu. Rồi kế đó thì Đức Phật lại trên thọ quán thọ tu về hành tướng hoại, thì đó là tu trong chánh niệm tỉnh thức hay là thân hành niệm. Còn hễ mà nhắc đến tu trên thân mà quán thân tu về hành tướng nội thì tức là hơi thở rồi. Như vậy là Đức Phật đã dạy chúng ta cái giai đoạn đầu để mà ngăn chặn, là từ cái chánh niệm tỉnh thức cho đến cái định niệm hơi thở, rồi đến cái mà để khắc phục tham ưu trên thân quán thân, tức là tu cái định vô lậu. Tại sao biết nó là định vô lậu? Vì trên thân quán thân tu vì nhân tướng, cái tướng thân của chúng ta, trên cái thân này nè, xem xét lại cái thân này nè, tức là trên cái trụ xứ này là xem lại cái thân ở trên cái trụ xứ này, do đó chúng ta xem xét trên cái nhân tướng nó, do đó chúng ta biết cái tướng của nó như thế nào. Nó là do bốn đại nó hòa hợp, rồi nó sinh ra những cái chất bẩn thỉu, bất tịnh như thế nào thế nào, từ ở ngoại thân rồi từ nội thân. Đức Phật dạy quán thân trên ngoại thân, nội thân hoặc là nội ngoại thân, để chúng ta quán xét cái thân của chúng ta nó bất tịnh như thế nào, để rồi từ đó chúng ta không còn chấp cái thân nữa, tức là phá cái lậu hoặc của nó. Đó là cái giai đoạn một. Còn cái giai đoạn hai á, là chúng ta thực hiện ba cái định. Đó là giai đoạn hai. Ba cái định là định giờ nào? Nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Đó là giai đoạn hai. Đến cái giai đoạn ba đó thì Đức Phật dạy chúng ta thực hiện đó, tứ nhị ý túc. Bốn cái ý muốn này là chúng ta thực hiện được ở cũng trên cái thân đó, mà chúng ta tu tập tứ nhị ý túc chứ không phải hoài cái thân đó mà tu tập cái khác được. Hay hoặc là nói rằng tứ nhị ý túc là tu hoài cái thân, không phải đâu, ở trên cái thân đó mà tu tập. Cho nên tứ niệm xứ rất là quan trọng cho cái con đường tu tập của chúng ta, từ khi cho đến khi cuối cùng là tam minh chúng ta cũng ở trên tứ niệm xứ mà tu tập. Cái giai đoạn thứ tư á, thì chúng ta tu là tam minh, hướng tâm đến tam minh, ba cái minh. Đó là bốn cái giai đoạn mà thực hiện. Mà nếu mà thiếu một cái giai đoạn nào thì coi như là cái người tu sĩ chưa hoàn thành được con đường tu tập của mình. Vậy thì ở đây khi mà cái tâm nó nhu nhiếm, nó dễ sử dụng rồi, chúng ta bảo sao nó nghe vậy đó, thì chúng ta mới thực hiện được cái tâm mình, cái tứ nhị ý túc. Còn cái tâm mà nó chưa có nhu nhiếm, chưa có dễ sử dụng thì khó mà có thể thực hiện được cái tâm, cái tứ nhị ý túc. Đây thì Đức Phật đã nói: giới tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu quế, không phiền não, nhu nhiếm dễ sử dụng, vững chắc bình thản như vậy, tỳ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến các thần thông, vị ấy chứng được các loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình biến hình, đi ngang qua vách, đi qua tường, qua núi, như đi ngang hư không, độn thổ, trồi lên ngang qua đất liền, như ở trong nước, đi ở trên nước, không chìm, như trên đất liền, ngồi kiết già, đi trên hư không, như con chim, với bàn tay chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại quái lực, đại quái thần, như vậy có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Đây là một cái đoạn kinh rất ngắn để mà dạy chúng ta tu tứ nhị túc đây. Nghĩa là dục nhị túc, mình muốn như thế nào đó là mình muốn, mình làm được liền. Mà điều kiện bắt buộc là một cái gì mà muốn mà thực hiện được như vậy thì tâm phải định tĩnh, thuần tịnh, không cấu quế, không phiền não, nhu nhiếm, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản.
Đó là những cái danh từ để chỉ cho như vậy. Mà những danh từ mà chỉ như vậy là cái người đó phải thân định trên tâm, tâm định trên thân. Mà thân định trên tâm, tâm định trên thân, đó là một cái tên để chỉ cho tứ thiền. Cũng như người ta muốn nói tứ thiền mà người ta không dùng cái tên tứ thiền, người ta bảo tịnh chỉ hơi thở, thì chúng ta cũng biết đó là tứ thiền, một cái tên để chỉ cho tứ thiền đó. Thì như vậy chúng ta nghe cái tên mà tịnh chỉ hơi thở thì chúng ta biết tứ thiền, mà nghe một cái tên tứ thiền thì chúng ta cũng biết đó là tứ thiền, mà nghe một cái tên mà thân định trên tâm, tâm định trên thân thì chúng ta cũng biết tứ thiền, mà nghe cái tên mà dài một cái để mà định ra một cái số ở trên cái trạng thái của tứ thiền đó là giới tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu quế, không phiền não, nhu nhiếu dễ sử dụng, vững chắc bình thản, đó là một cái tên để chỉ cho tứ thiền. Nếu mà người nhập tứ thiền thì phải đạt được đó, mà người chưa nhập tứ thiền thì không bao giờ đạt những cái trạng thái như vậy. Và khi mà nhập trên tứ thiền như vậy á, thì cái thức nó chưa có bị diệt, nó còn nó diệt ba ở trong cái thân ngũ quẩn á. Thì khi mà nhập tứ thiền á, thì nó có ba cái quẩn nó ngưng hoạt động. Ba cái quẩn ngưng hoạt động. Cái quẩn thứ nhất á, là sắc quẩn. Cái quẩn thứ hai á, là tưởng quẩn. Cái quẩn thứ ba là thọ quẩn. Cho nên người nhập thiền, tứ thiền thì không còn cảm giác đau đớn gì với cái thân cả hết. Đó là ba cái quẩn nó ngưng. Còn cái hành quẩn với cái thức quẩn á, nó còn hoạt động. Tại sao biết nó còn hoạt động? Vì từ ở trên cái định đó mà chúng ta hướng cái tâm, làm cho cái tâm nó đi, làm cho cái tâm nó phải hoạt động, cho nên nó còn cái hành. Nếu mà không có cái hướng tâm thì làm sao mà cái tâm nó hoạt động mà nó biết được quá khứ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Cho nên còn cái hành quẩn và cái thức quẩn nó vẫn còn chưa có ngưng. Vì vậy mà chúng ta sai khiến nó làm công việc cho chúng ta xài, làm công việc cho chúng ta biết. Cho nên bây giờ chúng ta trong khi mà chúng ta tu tứ nhị ý túc, nãy giờ thầy chỉ lý thuyết chứ chưa có pháp hành à, nhưng mà cái tâm chúng ta phải đạt được cái mức của định tứ thiền, tức là nó phải có một cái trạng thái tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu quế, không phiền não, nhu nhiếm dễ sử dụng, dưỡng chắc bình thản. Cái tâm chúng ta phải đạt được đến cái chỗ đó. Mà nói đến chỗ đó thì chúng ta biết là cái người mà nhập tứ thiền thì phải có cái trạng thái đó. Thì chỉ có cái người mà tịnh chỉ được cái hơi thở thì mới có được những cái tâm nó như vậy. Chứ còn hoàn toàn mà người nào mà còn ở cái ngoài cái thiền này thì không thể nào. Như vậy thì lúc bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái gì đây mà gọi là hướng tâm? Từ khi mới bắt đầu vào đạo Phật, chúng ta đã dùng pháp hướng mà Phật nói ở trong kinh rất rõ ràng, như lý tác ý. Như lý tác ý là một pháp ám thị chứ không có khác gì hết, nhưng mà người ta không có hiểu. Danh từ trong kinh A Hàm thì gọi là hướng tâm, danh từ ở trong kinh Nguyên Thủy, bộ kinh Nikaya thì dạy là như lý tác ý, rất rõ ràng mà. Thì còn cái danh từ ngoài đời gọi là ám thị. Ám thị tức là mình nhắc một cái câu đó, nhắc hoài, cho chừng nào cái tâm mình nó thực hiện được cái điều đó thì mới thôi, gọi là ám thị. Mà ám thị nó trở thành một cái lực của nó. Cho nên các cái nhà mà tu mật tông họ luyện bùa hoặc luyện chú, họ hay đọc thần chú. Thì họ đọc thần chú như thế nào? Thì nhắc lại như ngài Từ Đạo Hạnh, khi ngài muốn trả thù cho cha ngài, bị ngài Đạo Viên mà giết chết cha ngài, ngài muốn trả thù, thì ngài làm sao đây? Ngài vào trong núi Từ Sơn. Ở miền Bắc thì các con ở miền Bắc biết núi Từ Sơn. Thì trong khi ngài vào cái hang núi đó, rồi ngài đem cái chú đại bi hằng ngày, thì ngài đập cái chú đó. Và ngài có một cây gậy. Ở núi thì người ta có cây gậy, người ta chấm đi. Thì ngài cũng ở trong núi thì ngài cũng có cây gậy. Do cây gậy đó ngài đặt ra trước mặt ngài, ngài đập cái chú đại bi, rồi ngài ra lệnh ngài truyền cây gậy này phải bay lên. Một lần nó không bay đâu. Ngài đập cái thần chú đại bi rồi mà bảo nó không bay, nó không bay đâu. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, cho đến ngày đọc tới 1000 cái biến chú đại bi, 1000 cái biến rồi. Mà ngày nào ngày đọc cái chú xong rồi ngày ra lệnh đó, ngày truyền lệnh cái gậy bay lên, mà nó chẳng bay. Cho đến khi 1000 biến chú đại bi xong thì ngày ra lệnh cây gậy nó nhúc nhích, nó bay lên. Thì do đó ngài thấy có hiệu nghiệm, cho nên ngài mới đem cây gậy đó ngài ném dưới dòng suối, cái dòng nước mà ở trên núi nó chảy xuống dòng suối nước này. Thì nước ở trên suối mà đổ xuống thì nó có cái độ dốc, nó nước chảy rất mạnh. Ngài mới muốn ném cây gậy xuống, ngài mới đọc cái thần chú, ngài ném cây gậy xuống. Ngài đọc thần chú xong là ngài ném cây gậy xuống, ngài ra lệnh cây gậy phải ngược dòng nước đi lên. Do đó ngài thấy cây gậy ngài nó lách nước, nó đi lên như một con rắn mà lội nước. Ngài nói nay ngài đã tu tập liền có đạo lực rồi, trả thù cha được, cho nên ngài dùng cây gậy đó ngài sai đi để giết ngài đại diện. Từ đó mới có cái nhân quả quan báo mà ngài đến khi mà ngài làm vua mà gặp những cái trường hợp như bệnh đau này kia rồi đó, thì
tất cả những cái này là những cái huyền thoại, nhưng mà chúng ta thấy rằng trong cái sự tu tập nào đi nữa, nó cũng phải có một cái năng lực, cái quyền lực, tuy rằng vô hình nhưng rất mạnh mẽ. Thì trong đạo Phật chúng ta cũng có cái quyền lực, chứ không Phật không có. Chứ bây giờ chúng ta ngồi thiền mà không làm gì, ngồi trơ trơ như thế này thì biết chừng nào mà chúng ta làm được cái chuyện gì đâu. Nó không có một cái pháp hành. Còn ở đây Phật nó như lý tác ý, tức là có một cái chỗ mục đích gì đây. Mà tại sao Phật nói, Phật nói như vậy? Thế mà những cái nhà học giả thì họ thấy ha, mấy cái chữ như lý tác ý là họ chỉ hoặc xem thường. Nhưng mà cái người mà tu hành mà người ta có thực hiện, người ta thấy rất là tuyệt vời, rất là tuyệt. Cho nên người ta triển khai ra, người ta triển khai ra thì người ta thấy rất là hay. Vì vậy mà người ta thực hiện được cái sự làm chủ, người ta do cái pháp này. Cho nên đầu tiên mình nhắc nó tâm như cục đất. Nó đâu có như cục đất, đụng ai nó cũng giận hờn, phiền não hết à. Nó rất khó. Nhưng mà thời gian sau đó thì chúng ta lại sống đúng những cái giới hạnh, ly những cái tâm ham muốn ăn uống, rồi dần lượt nó, cái thân của mình nó lần lượt nó thanh tịnh, thì cái pháp mà hướng tâm nhắc này nó bắt đầu nó có hiệu quả. Nhắc cái nó được, nhắc cái nó được. Rồi từng đó đến khi mà cái tâm nó ly dục, ly ác pháp hoàn toàn rồi thì thấy nó là hiệu quả hơn nữa, nhắc đâu nó được đó. Nhắc nó được chỗ nào là được, sai nó chỗ nào nó làm được chỗ này. Cho nên từng đó cho đến khi mà chúng ta nhập tứ thiền đều là sử dụng cái pháp này toàn bộ. Có pháp chúng ta tu chứ. Mà nếu mà các con, nếu mà các con do mà tu hành ức chế tâm mà các con sử dụng cái pháp hướng này thì nó sẽ làm rối loạn cơ thể và thân tâm các con, sẽ bị hoại diệt hoặc điên. Ở đây có một thầy năm rồi cũng về đây tu tập, do cái nghe cái pháp hướng này mà do cái sự tu tập của thầy, là vì từ lâu thầy cũng nghe tu thiền là cứ ngồi thiền để cố gắng cho hết vọng tưởng thôi. Nhưng nó rơi trong cái trạng thái khi mà hết vọng tưởng rồi, trong một giờ hay là nửa tiếng, thì thầy đâu biết rằng đó là một cái mình hết vọng tưởng là mình mừng thôi chứ đâu ngờ. Nhưng mà khi nghe thầy ở đây dạy pháp hướng thì thầy lại sử dụng pháp hướng. Thầy ở khi mà nó hết cái vọng tưởng rồi thì sử dụng cái pháp hướng, thầy bảo nó ngưng thì thầy rõ ràng là thấy hơi thở nó ngưng hoàn toàn rồi. Mà thầy thấy nó ngưng thì thầy cũng quản hồn, cho nên thầy bảo nó hoạt động lại, mà bảo không có điều khiển được nó, quýnh quýu. Cho nên vì vậy mà nó làm cho cơ thể thầy nó rối loạn, thầy nghe như cơ thể nó sôi, nó làm như cái nồi cơm mà nó sôi. Rồi thầy quán hồn quán vía, thầy bảo lia lịa nó đủ cách hết, cho nên nó lại càng quán hồn, nó làm điều này làm điều kia. Khi mà cái tâm của chúng ta nó đang ở trong cái ý thức nó đang ngưng thì cái tưởng thức nó hoạt động thì nó cũng làm, nó theo cái lịch của thiền của chúng ta nó làm theo, mà nó làm theo thì nó rối loạn đủ thứ hết. Cho nên có một lúc thầy cũng tưởng là mình sẽ khạc ra, hoặc là nó làm cho thầy thét lên để cho nó ra những cái dục, những cái ác pháp ở trong tâm của thầy từ lâu tới giờ. Nó cảm tưởng như vậy á thì thầy la hét. Do đó thì khi đó thầy đến thầy xã giúp giùm thầy để vượt ra, chứ không khéo thì thầy cứ la hét hoài thì tức là thầy cũng bị điên mất. Đó là tất cả những cái nó bị ức chế mà nó làm sai đi. Cho nên chúng ta từ cái chỗ ly dục ly ác pháp, chúng ta tiến tới cái pháp hành, cái pháp hướng này, chúng ta điều khiển, chúng ta hướng, chúng ta nhắc. Chúng ta muốn cái gì đó là chúng ta nhắc. Bởi vì ở đây nó dễ sử dụng lắm. Mà hễ ý mình muốn cái gì là mình bảo nó là nó làm theo. Nó làm theo, bảo cái thân nó làm theo. Cho nên ở đây khi mà chúng ta thấy, khi mà cái tâm nó dễ được như vậy rồi thì chúng ta bảo cái thân để cho nó định. Bởi vì cái thân chúng ta bây giờ nó chưa có định đó. Nó còn đang thở nè, nó cần rung động mà. Định thì nó không rung động, nó không thở nữa rồi nó mới định. Còn bây giờ nó còn đang thở thì nó làm sao mà nó định được. Cho nên vì vậy là khi mà cái tâm nó đã ly dục thì nó đã định rồi, nó đã thanh tịnh, nó định rồi, thì đây là mới có phần định của tâm. Còn cái phần định của tâm, của thân thì chưa có. Cho nên lúc bây giờ chúng ta tiến tới là chúng ta tu là ở chỗ nhị thiền, rồi tam thiền, rồi đến tứ thiền, để mà cái thân cho nó hoàn toàn nó định lại trên cái tâm. Bây giờ cái tâm bây giờ nó thanh tịnh, nó ly ác pháp rồi. Còn cái thân thì nó cứ bị rung động. Rung động là vì cái sự sống của nó, cái sự hoạt động trong nội thân. Mà cái thân còn rung động như vậy thì làm sao mà gọi là định. Cho nên có nhiều người mà tu thiền cứ ngồi lúc lắc, nghe nó an ổn, thích thú cứ ngồi lúc lắc như là lên đồng. Thì những người đó họ tu thiền vì cái thân mà rung động như vậy làm sao gọi là thiền. Vậy chứ những người, có người cho đó là rung động là nó có thể nó xả cái gì đó, nó làm gì đó mà rung động, càng rung động càng tốt. Những người đó thiệt là ngu si, chưa biết cái thiền như thế nào. Cho nên thân phải định là thân phải cứng ngắc, không có rung nhúc nhích chút nào hết thì gọi là định. Còn thân còn thở còn này kia thì chưa định. Cho nên chúng ta ngồi thẳng vậy mà cái thân còn thở là chúng ta chưa có định, cái thân chưa định. Cái thân hết thở rồi mới gọi là định. Vì vậy mà tới tứ thiền đó, chúng ta mới thấy là cái thân định. Còn nhị thiền và tam thiền, cái tâm mới định thôi. Nó ly chưa hết hỷ mà, nó ly chưa hết cái trạng thái của tưởng, tưởng thức của nó, làm sao mà nó định được cái thân nó.
cái phần mà sắc thân của nó là cái phần sao cho. Còn cái phần mà ý thức của chúng ta thì nó nằm ở trong cái thân của chúng ta, nó mới ngưng được cái phần ý nó. Rồi cái phần tưởng nó cũng phải ngưng nữa. Thì hai cái phần này nó phải ngưng hết. Thì sau đó cái thân nó bắt đầu nó ngưng, thì nó không còn thở nữa. Thì lúc bây giờ nó mới gọi là định. Và như vậy thì thân đã định trên tâm, mà tâm mới định trên thân. Và cũng từ cái chỗ đó nó mới là định tĩnh, nó mới thuần tịnh, nó mới không cấu quế, nó mới không phiền não, nó nhu nhuyễn dễ sử dụng. Vì vậy mà chúng ta sai nó như thế nào cũng được. Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ học pháp hành để mà tu tứ nhiễu túc sai đây. Bây giờ chúng ta đầu tiên thì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta muốn tu một cái pháp nào đó thì cái dục mà cái tấn nhiễu túc á, cái tấn là cái sự siêng năng á, nó làm chúng ta siêng ngay liền, không có lười biếng, không có thấy mà quể oải. Nhiều khi chúng ta muốn ngồi thiền mà bây giờ nó lười biếng quá, đó là cái tâm nó thiếu sự tinh tấn. Cái thân nó quể oải, nó mệt mỏi là cái thân cũng thiếu sự tinh tấn. Nhiều khi thức dậy khuya 2 giờ thức dậy cứ bắt đầu nghe nó còn say ngủ, lừ đừ, đó là thiếu tinh tấn rồi. Còn cái tinh tấn á, cái mà nó tinh tấn á, là nó hăng hái, nó siêng năng, nó làm cho chúng ta thích tu, gọi là tinh tấn. Còn nếu mà nó không thích mà chúng ta ép nó đó thì cái đó là thiếu tinh tấn. Cho nên vì vậy đó gọi là dục tinh tấn như ý túc. Tinh tấn như ý túc là cái ý mình muốn tu cái pháp đó là nó ham thích liền, nó tu liền, nó không có còn là biết, gọi là tinh tấn như ý túc. Thì lúc bây giờ chúng ta muốn tu pháp nào thì ngay đó là nó sẽ tu cái pháp đó liền, nó làm cho siêng năng, nó thích liền, nó ngồi. Muốn tu chánh niệm tỉnh giác thì đi kinh hành là nó thích đi kinh hành, nó hăng hái đi liền, nó siêng năng, nó không có được gì. Mà muốn tu định niệm hơi thở, ngồi lại hít thở, hơi thở ra hơi thở vô thì nó siêng năng, mà nó ngồi hoài nó không có biết lười biếng, nó không biết xả nữa, gọi là tinh tấn. Đó là những cái tinh tấn. Vì vậy cho nên đó là dục mà tinh tấn như ý túc. Vậy thì cái tinh tấn đó nó có được rồi thì bắt đầu bây giờ chúng ta mới thấy cái chỗ mà chúng ta tu á là cái dục như ý túc. Bây giờ nó phải bắt đầu mà muốn được như cái dục như ý túc á thì cái định như ý túc chúng ta phải thực hiện. Chứ nếu mà chưa có cái định như ý túc mà thực hiện cái dục như ý túc thì không bao giờ được. Cái tinh tấn như ý túc mà không có thì tức là cũng không thực hiện được định như ý túc. Mà muốn thực hiện được định như ý túc là không phải ở đây cái chỗ mà định như ý túc, không phải chúng ta nhập từ sơ thiền rồi lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và bây giờ ngay bây giờ thầy không nhập sơ thiền, tam thiền cả. Thầy bảo ngay vô hơi thở tĩnh chỉ nhập tứ thiền là ngay đó là nó nhập tứ thiền, gọi là định như ý túc. Bây giờ chúng ta muốn nhập diệt thọ tưởng định, không phải cần nhập tứ thiền mà mới nhập diệt thọ tưởng định, hay nhập phi tưởng, phi vi tưởng xứ rồi mới nhập mà diệt thọ tưởng định. Ngay đó chúng ta bảo ra lệnh tức khắc. Khi chúng ta ở nương vào cái hơi thở khéo tác ý thì chúng ta ở trong hơi thở, biết hơi thở ra, hơi thở vô. Tâm chúng ta bây giờ nó nhường nhuyễn, nó không bao giờ có một niệm vọng tưởng, nó rất là thuần tịnh. Vì vậy mà khi mà chúng ta ra thở, hơi thở ra vô thì hơi thở rất nhẹ nhàng và nó nằm ở trên hơi thở rất là vững vàng, chứ không phải như cái người mới tu. Cho nên khi ra hơi thở thì chúng ta ra lệnh liền tức khắc, ý hành phải ngưng, thọ tưởng phải diệt. Do đó thì chúng ta chỉ bám chặt ở trên hơi thở, nằm yên, sáu căn của chúng ta bám chặt, đừng có để cái tâm nó phóng ra ngoài. Do đó tâm không phóng dật, nó nằm yên trên cái hơi thở đó thì ngay lúc bây giờ cái ý hành của chúng ta nó ngưng hoàn toàn, do đó thọ tưởng nó diệt hoàn toàn. Lúc bây giờ chúng ta từ cái từ trường của cái diệt thọ tưởng định đó, bắt đầu từ cái thân của chúng ta, cái tâm của chúng ta nó tốt ra có một cái từ trường để bảo vệ cái thân của nó, mưa không ướt, nắng không nóng, không làm khô cái thân đó. Cho nên chúng ta ngồi ngoài trời lúc nào cũng được, ngồi chỗ nào cũng được, kiến không dám bò vào, cọp không dám đến xé xác. Tất cả mọi vật chúng ta là những người đi vào không bao giờ mà đi đụng vào cái thân được, không bao giờ rời cái thân của người đó được. Nó có cái sự vô minh, hoặc nó có cái màn vô hình, cái từ trường đó nó làm chúng ta, tuy rằng chúng ta trong suốt chúng ta không thấy, nhưng mà chúng ta rời không được cái thân của người đó. Cho nên chúng ta không làm sao quá hoài cái thân người đó. Cho nên trong kinh thường thường diễn tả cái định mà diệu thọ tương định đó, có một cái dịp là có một vị sư đó đi kinh hành, đi quanh nhiễu cái tháp của một bên ni. Do đó cái vị sư đó mới khi nhìn thấy cái tháp của người ni thì ông ta tức giận, ông ta mới đập cái tháp của cái người ni đi. Rồi cái người ni, những cái người ni mà họ giữ tháp họ về họ báo, thì cái số ni mà nghe được như vậy họ mới đem dao rửa họ đến, họ đuổi ông sư đó. Ông ta quán hồn, ông ta chạy tới cái bìa rừng, ông tính chạy không kịp rồi, do đó ông mới nhập diệt thọ tưởng định. Mấy cô này mới đâm chém nát cái y áo của ông hết, mà cái thân ông không có lủng một chút nào hết. Sau khi họ đi hết rồi thì ông mới xuất định ra ông về. Thì cái thứ nhất là cái quyền thoại này rất sai.
một người mà dâm dị thọ tưởng định á, mà nếu mà còn cái tâm mà tức giận á, thì không phải là người nhập diệt thọ tưởng định. Mà người nhập diệt thọ tưởng định này là người phải đi sang qua thiền tông độ, tu thiền tông độ ức chế tâm, rồi đi qua lạc qua cái ngõ từ không vô biên xứ cho đến định diệt thọ tưởng định, cho nên cái tâm sân còn. Còn trái lại mà cái người mà đi vào con đường mà của đạo Phật, ly dục ly áo pháp thì không bao giờ sân. Cho nên dù chúng ta có cái lầm lạc đi nhiễu quanh một cái tháp của người ni nữa, chúng ta cũng vẫn bình thản coi người ni với cái người nam, giữa nữ và nam y như nhau, không có sai cả. Mình quanh tháp với một cái người đã qua phần rồi thì đương nhiên là không có cái gì mà xấu hổ hết. Còn cái này xem người ni trong một cái giai cấp, cho cái người ni người nữ là cái giai cấp tệ bạc như vậy, mà mình là người tăng mà đi nhiễu tháp của người ni là xấu hổ, cho nên mới đặt tháp người ta. Thì như vậy rõ ràng là cái quyền thoại của chuyện này không đúng cái tinh thần của đạo Phật, không đúng cái tinh thần của cái người tu sĩ đâu. Cho nên đặt ra rồi đặt ra cái diệt thọ tương định bằng cách như vậy, đâm nó không lũng, tưởng là có chỉ có chỗ đó, nhưng mà sự thật ra làm sao vương đao mà có thể đâm vào được cái từ trường của cái vị nhập diệt thọ tương định. Nó bảo vệ cái thân của người ta, mưa không ướt mà, từ mưa người ta ngồi dưới trời nó làm như là có một cái mùng không cái gì vậy, nó nước mưa nó tụt hai bên vậy, nó không bao giờ ướt cái thân của người đó. Thì đây là một cái thực chứ không phải là một cái giả. Vì có nhập diệt thọ tương định người ta mới hiểu. Con kiến thường thường mình ngồi cái thân mình không có cái từ trường thì con kiến nó vào nó cắn mình, nhưng mà có từ trường con kiến vô không được, nó làm như là có một cái chung bằng đồng rất kín, không có con vật nào mà chui qua được. Đó là cái từ trường của người nhập diệt thọ tương định. Nhưng mà người nhập diệt thọ tương định mà được đó không có phải là dễ đâu, nó phải trải qua nhiều cái sự tu tập chứ không phải dễ. Có chỉ lạc từ mai nó rơi vào một hai vị thiền sư để là nhục thân bây giờ, đó là những cái gì có thể nhập diệt thọ tương định, nhưng mà cũng chưa chắc. Đó là những cái mà chúng ta cần phải hiểu. Vì vậy bây giờ chúng ta phải đi vào trong pháp hành. Nhưng mà trước khi để nói về pháp hành mà tu tập về tứ như ý túc này, thì chúng ta phải nói định như ý túc trước. Chúng ta phải thấy cái định như ý túc. Khi mà cái định như ý túc chúng ta muốn nhập cái định nào thì ngay đó là chúng ta nhập liền, chớp mắt là chúng ta nhập liền. Cho nên trong cái bộ thanh tịnh đạo thì có nhắc lại một vị trưởng lão, ở trong khi mà các vị hội họp thì có một con quỷ nó thò tay xuống để nó bắt cái vị thị giả của cái vị trưởng lão đó. Thì lúc bây giờ liền tức khắc là vị đã quá ra hai cái hòn núi kẹp cái tay của con quỷ. Con quỷ nó lật đật nó rút cái tay nó chạy. Vì vậy rồi nó quá sợ hãi. Thì các vị thượng tọa khác mới hỏi tại sao mà anh nhập định nhanh quá như vậy, vừa trước mắt là con quỷ thọt tay xuống là anh đã thành hai cái hòn núi rồi. Thì như vậy là như thế nào? Ông ta mới nói 10 năm liên tập mới được như vậy. Sự thật không phải đâu cả. Đó cũng là cái huyền thoại của thanh tịnh đạo. Bởi vì một người tu rồi người ta biết được cái nói láo của kẻ khác. Còn cái người chưa tu không biết được đâu. Đọc kinh sách là thấy hay chứ còn không biết đâu. Cho nên người ta tu rồi người ta biết. Khi mà cái tâm lực của chúng ta đủ sức rồi, chúng ta truyền lệnh là nó có liền. Cái tâm nó làm liền ngay liền. Chứ không phải là phải chờ đợi cái thời gian mà phải tu 10 năm mới có đâu. Đó là cái chuyện bịa đặt nói láo. Chứ không phải đâu. Làm cái gì mà liền? Từ cái chỗ mà chúng ta tu ly dục ly áo pháp tâm thanh tịnh được rồi thì nó có cái đạo lực của chúng ta, do từ khi mà chúng ta dùng cái pháp hướng tu tập nó phải có sự quân tu đó, nó mới trở thành cái lực của nó, cho đến khi cái tâm chúng ta không còn giận hờn phiền não nữa. Mặc dù là nó chưa đoạn nhất lậu hoặc nhưng mà nó ly được lậu hoặc, nó làm chúng ta đời sống chúng ta không có khổ nữa. Đó thì những cái giai đoạn như vậy thì chúng ta thấy là đọc lại những kinh sách đó, chúng ta thấy hoàn toàn là những người không tu chứng mà giúp đẩy. Thầy dám xác định điều đó là tại vì thầy đã thấy giúp đỡ. Chứ còn nếu mà không có thực hiện được trên con đường tu hành thì chẳng thấy người ta nói vậy mình thấy hay chứ mình cũng chưa biết mà. Cho nên bây giờ cái định như ý túc được rồi thì cái dục như ý túc chúng ta thực hiện. Nhưng trước khi mà nói về dục như ý túc thì chúng ta phải nói thất giác chi. Thất giác chi tức là bãi cái bồ đề, bãi cái chỗ giải thoát của chúng ta. Nhưng mà khi mà đem thất giác chi ra mà tu tập thì chúng ta sai mất rồi. Bởi vì thất giác chi không phải là cái pháp để chúng ta tu tập, nhưng mà Đức Phật nói là chúng ta tu tập, chúng ta phải tu tập thất giác chi. Nhưng mà trước khi tu tập thất giác chi thì Đức Phật có nói như thế này nè, có dạy chúng ta phải tu tập tứ niệm.